Tuy chỉ có 2 dự án, nhưng Hà Nội lại đang chiếm phần lớn về giá trị vốn đầu tư công chưa được giải ngân. Còn về danh mục hiện cao nhất là tại Điện Biên, các lĩnh vực chính đang gặp nút thắt là giao thông, y tế, giáo dục. Dù có nhiều dự án chưa theo nhịp chung, nhưng kết thúc 5 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tương đương gần 27% kế hoạch và cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng quyết tâm trong chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đang có hiệu quả tốt, đặc biệt trong bối cảnh vẫn vướng phải nhiều khó khăn như giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thậm chí khó khăn cả về các cơ chế, chính sách.